Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, một cụ ông sau một thời gian tâm sự với bạn gái qua mạng xã hội đã nhanh chóng hẹn hò yêu đương và quyết định chuyển về sống cùng với bạn gái. Tuy nhiên, sau một thời gian sống cùng nhau, bạn gái thấy không hợp nên không muốn kết hôn và yêu cầu chia tay. Cụ ông rất tức giận, làm âm ý lên để đòi lại tiền từ bạn gái. Câu chuyện sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Chú Hoàng 70 tuổi đến từ Sơn Tây, Trung Quốc quen với cô Lưu 66 tuổi đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc vào tháng 4 năm 2023 trên internet. Hai người nhanh chóng yêu nhau qua mạng xã hội, tình cảm giữa họ thắm thiết đến mức chú Hoàng còn quyết định chuyển đến Trùng Khánh để sống cùng nhà với bạn gái vào tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, yêu qua mạng thì vui vẻ, sống cùng nhau họ lại phát hiện hàng loạt vấn đề nảy sinh, cô Lưu vì vậy mà không muốn kết hôn nữa tình cảm hai bên bất hòa đến mức chia tay. Chú Hoàng hết sức tức giận và sau đó đã yêu cầu bạn gái truyền trả cho mình gần 32.000 nhân dân tệ, hơn 108 triệu đồng. Số tiền đó chú đã cho cô Lưu khi cả hai còn đang mặn nồng. Chú cho hay mình chuyển nhiều tiền cho đối phương vì nghĩ tương lai sẽ gắn bó dài lâu. Cứ tưởng hai bên kết hôn thì mới mạnh tay chi tiền. Ai ngờ được bây giờ đã đường ai nấy đi thì chú phải đòi lại hết. Theo lời kể, chú đã chuyển tiền tổng cộng 19 lần cho cô Lưu, bây giờ chia tay thì chú đòi quà và coi đây là điều tất yếu của cuộc sống. Chú chia sẻ, tôi chuyển tiền là tự nguyện, nhưng ai mà biết cô ấy lừa dối tình cảm của tôi thế này. Cô Lưu cũng lên tiếng để biện hộ và giải thích. Cô nói rằng mình đã chuyển tổng cộng là hơn 9,5 nghìn nhân dân tệ, hơn 32 triệu cho chú Hoàng và nhấn mạnh đó là phí chia tay. Cô cho biết, tôi không đòi anh ta một xu nào cả. Anh ta ở nhà tôi 5 tháng, xe cộ ăn uống, đi khám bác sĩ có tốn không? Chú Hoàng hiện tại đang ở lại một khách sạn ở Trùng Khánh và tiếp tục đòi tiền cô Lưu giáo giết. Chú định nhờ cảnh sát giúp đỡ và nhất quyết phải lấy được toàn bộ tiền trước khi trở về Sơn Tây chú công khai các hóa đơn chuyển tiền lên mạng xã hội và bám giết muốn nhận lại toàn bộ món quà cáp ngày xưa gửi cho bạn gái câu chuyện sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhiều người cho rằng khi đang yêu thì chuyện tiền bạc quà cáp nên suy nghĩ thật kỹ để rơi vào tình huống như chú hoàng bây giờ cũng rất khó coi hai người từng yêu nhau thậm chí tính đến cả việc kết hôn vậy mà bây giờ tố cáo nhau chỉ vì tiền bạc Số khác cho rằng, số tiền đó chú Hoàng chủ động cho chứ cô Lưu không vay mượn gì, rất khó để lấy lại. Cả hai nên ngồi lại để nói chuyện và thương lượng với nhau, bởi dùng biện pháp mạnh có lẽ cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin về trường hợp của một nam thanh niên giấu tên ở Thượng Hải, Trung Quốc. Cụ thể, anh ta đã soạn một danh sách dài và chi tiết tới mức khó tin về các khoản đã chi trong thời gian hẹn hò. Danh sách này bao gồm hàng trăm khoản chi tiêu khác nhau, kèm theo ngày giờ cụ thể. Trong đó, những khoản rất nhỏ không đáng để liệt kê như hai chai nước suối cho tới các khoản chi đáng kể như chăm sóc mẹ của bạn gái cũ bị ốm. Nam thanh niên thậm chí còn ghi rõ khoản nào chi cho cả hai người và khoản nào dành riêng cho bạn gái cũ. Ví dụ anh ta bỏ ra hơn 36 nhân dân tệ để mua đồ ăn vặt và đưa hết cho bạn gái cũ. Trong trường hợp này, anh ta yêu cầu cô trả lại toàn bộ số tiền một khoản chi khác được nam thanh niên liệt kê trong danh sách là bữa tối ở nhà hàng vì cả hai người cùng gọi món và thưởng thức nên anh ta đòi bạn gái trả lại một nửa số tiền. Anh ta đòi lại cả các khoản tiền mà mình và gia đình đã chi trong thời gian mẹ của bạn gái nằm viện cũng như tiền lo liệu tang lễ cho bà. Tính tất cả các khoản nam thanh niên cho biết, anh ta đã chi tổng cộng khoảng 72.000 nhân dân tệ trong thời gian hẹn hò và yêu cầu bạn gái cũ bồi thường 60.147.025 nhân dân tệ. Không rõ cô gái có đồng ý trả lại số tiền cho nam thanh niên hay không, nhưng hành động của anh đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến tiêu cực. Đa số mọi người đều sốc trước hành động của nam thanh niên cũng như khả năng ghi nhớ toàn bộ các khoản chi tiêu trong những lần hẹn hò theo một cư dân mạng việc này giống như anh ta đã lên kế hoạch trước rằng mình sẽ bị chi tiêu bao nhiêu cho mỗi lần hẹn hò và ghi lại một số người đã chỉ trích người đàn ông đánh giá anh ta là kẻ thích tính toán và mưu mô số khác lại nghĩ anh ta đã âm thầm làm danh sách chi tiêu ngay khi mối quan hệ với bạn gái còn đang mặn nồng và sử dụng nó như vũ khí bí mật sau khi chia tay Thưa quý vị, một cụ ông 90 tuổi ở Giang Tây, Trung Quốc bị kết án 7 năm tù, trong đó có 3 năm tù giam vì đốt nhà bạn gái cũ sau nỗ lực liên lạc, trò chuyện với bà nhưng không thành. Theo Sartre Metropolis, vào tháng 6 năm 2017, ông Afa, tên nhân vật được thay đổi, bắt đầu yêu bà ASEAN cùng làng. Vào tháng 7 năm 2022, hai người xảy ra tranh chấp về tình cảm và tài chính khiến mối quan hệ tình cảm tan vỡ. Sau khi chia tay bạn gái ở tuổi 90, ông Afa vẫn đến nhà bà Asiang nhiều lần để tìm gặp nhưng đều bị từ chối. Ông liên tục gọi điện cho bà nhưng cũng không nhận được phản hồi. Tối ngày 21 tháng 11 năm 2022, ông lão đến nhà người yêu cũ yêu cầu trả lại tiền cho mình. Nhưng người phụ nữ vẫn lảng tránh, ông Afa dùng chiếc bật lửa vẫn mang theo bên mình để đốt cháy lớp giấy dán cửa sổ phía đông nhà bà Asiang, đồng thời ném mảnh giấy bốc cháy từ cửa sổ vào nhà, khiến củi, dầm gỗ và các vật dụng khác trong nhà bốc cháy. Sau vụ này, gia đình ông Afa đã bồi thường thiệt hại cho bà Asiang và được nạn nhân thông cảm. Tuy nhiên, vụ việc vẫn được đưa ra tòa, mới đây, tòa án nhân dân huyện Iogan, tỉnh Giang Tây cho rằng, bị cáo Alpha có mâu thuẫn về tình cảm nên phóng hỏa đốt nhà trong khu dân cư vào ban đêm, gây nguy hiểm cho cộng đồng, nhưng thực tế hậu quả chưa nghiêm trọng, hành vi của ông cấu thành tội phạm hình sự. Theo thẩm phán, bị cáo đã trên 75 tuổi khi phạm tội, lại thành thật thú nhận tội lỗi, gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và được nạn nhân thông cảm. Đây là những yếu tố để xét giảm nhẹ hình phạt theo quy định của pháp luật, căn cứ tình tiết, tính chất phạm tội và mức độ gây tổn hại cho xã hội của bị cáo. Tòa án tuyên phạt ông Afa 3 năm tù giam và 4 năm tù treo. Tương tự cụ ông ở trên, một cụ ông 72 tuổi sau khi gây án với tình địch một lần, lại tiếp tục trả thù lần hai vì thấy bạn gái cũ và tình địch vui vẻ bên nhau ngày 13 tháng 6, ông Dua 72 tuổi ở Singapore đã bị kết án 4 năm 11 tháng tù vì tội danh gây thương tích nặng nề bằng vũ khí nguy hiểm và phóng hỏa. Theo kết luận từ cơ quan điều tra, nguyên nhân khiến cụ Dua có hành vi tàn độc trên là vì phát hiện ra bạn gái cũ 50 tuổi của mình có bạn trai mới. Vì nổi cơn ghen, ông Dua đã phóng hỏa đốt nhà tình địch và thậm chí tấn công đối phương. Cụ thể, Dua và bạn gái sau đó chia tay vào tháng 5 năm 2020, nhưng sau đó ông phát hiện ra rằng người yêu cũ đang hẹn hò với ông Chen Wusen 64 tuổi. Bực tức và muốn giật mặt Chen, ông Dua đã châm lửa đốt nhà tình địch vào đêm ngày 13 tháng 10 năm 2020 khi ông ta đang ngủ say. Dua buộc sợi dây kim loại quanh cánh cổng để đảm bảo Chen không thể thoát ra ngoài. Sau đó, cụ ông 72 tuổi châm lửa đốt nhà Chen, rồi chạy trốn khỏi hiện trường rất may là một người hàng xóm đã phát hiện ra ngọn lửa đang bùng nên đã nhanh chóng hô hoán mọi người dập lửa, nhờ vậy mà ông Chen bình an vô sự. Sau sự việc đó, dù vẫn thấy người yêu cũ vẫn ở bên Chen nên đã quyết định dạy cho ông ta thêm một bài học khác. Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Du lấy một tấm ván gỗ và phục kích gần nhà Chen. Khi Chen bước ra khỏi thang máy, ông Du cầm gậy đánh liên tiếp vào người nạn nhân, khiến ông này ngã nhào xuống đất. Ông Chen được đưa đi cấp cứu sau đó. Theo bác sĩ, Chen bị mất một số giác quan ở tay trái và bàn chân của mình. Sau sự việc ông Chen bị mất việc làm và cũng đã chia tay với bạn gái cũ của Dua. Chen cho biết ông phải trả hơn 100.000 đô la Mỹ để điều trị và khám sức khỏe. Hiện ông phải dựa vào mẹ tru cấp cho các nhu cầu hàng ngày. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!